Một tuần trôi qua thật quá nhanh, làm cho mình cảm thấy bất Ok, rất là cảm ơn chị Đoàn Lê, cảm ơn Đoàn Chiến. À, hôm nay tự nhiên lại phát hiện ra một phát hiện mới là đây là hai nhân vật họ Đoàn. Người hôm nay phát hiện ra chị Đoàn Lê và Đoàn Chiến. Và xin cảm ơn bảo trợ đang yên. Yên Minh xin phép được tắt tin chúng ta một chút nhá, để chúng ta vào việc ngay nha. Mày vừa qua mình đọc nháp nháp qua mấy cái, cũng nhiều cái mà nó chưa hiểu hết, thì có gì anh chị em ở đây thì cùng cùng giải đáp giúp Linh nhá. Thì trước tiên là xin phép tắt tiếng này tắt tiếng anh chị một chút. Xin phép là tắt tắt không cho ai bật mic cả, mọi người thông cảm nhá. Để bây giờ chúng ta bắt đầu vào học một chút. Ok. Hôm trước thì hôm trước chúng ta cũng nghe Phạm Nguyệt đúng không ạ? Cũng có đọc sách và cũng rất nhiều cái câu chuyện rất là hay. Và cũng may mắn là cũng là một trong những người mình cũng hôm trước thì những Nga có nhờ gọi là tổng kết, thì mình thấy là cái bộ phận tổng kết cũng cũng rất hay, là ghi nhớ được rất là nhiều. Thì hôm nay chúng ta tiếp tục là đọc thêm cái trong cái phần mà đọc sách đấy. Hôm trước thì Nguyệt cũng nói chuyện về gọi là gì, mọi người huyết áp cao đúng không sau huyết áp cao thì là huyết áp thấp đúng không đấy. Ok, ba là chuyển hóa đường trong gan đấy. Gan là trung trung tâm, gan là trung tâm chuyển hóa đường của cơ thể. Chắc là mọi người nghe rõ như nhỉ, hôm qua là mải chơi quá đâm ra là nói chuyện nó không rõ lắm. Ok, bây giờ thì chúng ta đã học, hôm nay sẽ học một cái phần này mình thấy cũng rất hay. Hôm qua thì mình cũng đọc qua cũng nháp nháp thấy hay quá. Đây là gan là trung tâm chuyển hóa của cơ thể. Tại đường ruột, tinh bột trong thực phẩm sẽ được tiêu hóa chuyển thành glucose để cơ thể hấp thu sau khi đi vào cơ thể. Đường glucose sẽ được tổng hợp thành glycogen. Cái này tên nó hơi khó nhớ một chút, thì mọi người ghi nhớ viết ra đúng không ạ, một cái glucose đúng không đấy. Không biết là đọc chuyên môn mọi người đọc là gì nhỉ, lý đọc cái này là gì nhỉ, glucose gì nhỉ đấy đấy. Và chuyển thành glycogen đấy. Hơi hơi phức tạp một chút đúng không? Cái này có lẽ phải nhờ chuyên gia nào đấy, chuyên gia về ngôn ngữ học, em có khi là phải mời chuyên gia này mới được. Để chúng ta có một cái gọi là xem nào, chị Hường đúng không? Chị Hường là chuyên gia về ngôn ngữ học. Chị Hường ơi, chị Hường đọc của em cái này đấy là cái gì nhỉ? Bảo trợ ơi, glucose và glycogen. À, glucose và glycogen đúng không? Có gen đúng không? Glycogen, gen Vâng. tại vì chữ G mà nó nằm giữa hai nguyên âm thì đọc thành chữ G. Đâu, chúng ta phải có chuyên gia. Vâng, em cảm ơn chị Hường rất nhiều. Đấy. May Glycogen. quá, hệ thống chúng ta có rất nhiều chuyên gia, kể cả chuyên gia ngôn ngữ học rồi các thứ đúng không? Đấy. Nên ra em cảm ơn chị. Thế bây giờ em tin tưởng là em phát âm cho nó chuẩn nghe chị ạ. Đấy mọi người ấy, cái này thông cảm, bởi vì thực sự là chúng ta cũng đều là gọi là
Hầu hết đều là trên đất mắt tuyết đúng không? Sau khi bắt đầu chúng ta bắt đầu học học dần học dần và đến khi trở thành gọi là không không dám nhận là chuyên gia, chúng ta trở thành những cái người mà có kiến thức về chăm sóc sức khỏe chủ động. Vâng, cảm ơn chị Hường. Để đi tiếp tục nhá, em cảm ơn chị. Rồi. Ok. Glycogen chính là thể tích trữ trong cơ thể của đường glucose, đúng không? Có thể hình dung đóng gói và nén chặt glucose lại thành các glycogen và glycogen, và cơ thể có hai loại glycogen trong cơ bắp và glycogen trong gan. Glycogen trong cơ bắp sẽ giúp chúng ta gọi là tạo năng lượng cho cơ bắp hoạt động, còn glycogen trong gan thì chỉ có duy nhất một chức năng là ổn định đường huyết. Tại sao đường huyết phải ổn định, không được quá cao mà cũng được quá thấp? Vì sự tồn tại của đường huyết là để cung cấp năng lượng cho não, hồng cầu và tủy xương. Đường huyết thấp, não của bạn sẽ không đủ năng lượng để hoạt động. Bạn sẽ dễ bị hoa mắt, chóng mặt, thậm chí là ngất xỉu. Đường huyết cao, một mặt cơ thể sẽ thải cái đường ra ngoài qua nước tiểu khiến não quý. Mặt khác, các tế bào trong cơ thể sẽ bị đẩy đến tình trạng thẩm thấu cao độ, rất nhiều phản xạ của tế bào không phản ứng kịp, khiến nhiều bệnh lý khác phát sinh. Do đó, phải duy trì đường huyết ổn định, mà bộ phận chịu trách nhiệm của việc duy trì đường huyết ổn định trong máu là cơ quan nào? Đó chính là gan, và do vậy gan chính là trung tâm chuyển hóa của đường. Đấy. Và hôm nay thì nói chuyện nhiều hơn về cái việc đấy là điều trị về đường huyết thấp. Khi đường đường huyết thấp, gan lập tức sản sinh ra glycogen vào trong gan để đưa vào máu, duy trì cái đường huyết ổn định. Nhưng glycogen trong gan rất có hạn, nó chỉ khoảng 70 gram, mà hàng ngày não bộ đã tiêu hao mất 120 gram đường glycogen, rồi tế bào hồng cầu, tim, tủy cũng tiêu hao một lượng lớn glucose. Do vậy, glucose gan thông thường chỉ có thể cung cấp glucose cho cơ thể trong vòng khoảng 10 giờ đồng hồ. Nếu trong tình trạng hoạt động, vận động nhiều thì chỉ trong vòng khoảng nửa tiếng là đã dùng hết. Tuy nhiên, chúng ta đều quan sát thấy các vận động viên marathon mỗi lần chạy đến hơn 2 tiếng, nhưng không không vì glucogen trong gan thiếu hụt mà ngất xỉu. Người ăn kiêng một ngày có thể chẳng ăn thực phẩm gì cả ngày, chẳng đưa chút nào vào cơ thể, vậy mà họ vẫn không bị ngất xỉu. Vậy là tại sao? Cuối cùng là do cơ thể tự sản sinh ra ra đường của cơ thể tức là cuối cùng thì là do cơ chế sản sinh ra đường của cơ thể, gọi là một cái tên tiếng Anh đúng không ạ? Gluconeogenesis, genesis cũng là một cái tên rất dài đúng không anh chị, đúng không? Nó hay còn gọi là cái đường dị sinh. Thuật ngữ này có nghĩa là đường sinh ra không theo con đường chính thống. Chính thống là từ glycogen phân phân giải thành glucose, còn đường dị sinh là cơ chế lấy các axit amin, polylactic acid. Một cái từ này nói chung là cũng hơi phức tạp một chút anh chị nhỉ, đọc nghe là một chút là có khi là tảo hỏa nhập ma đấy. Phương Linh xin tóm tắt qua chút nha. Đây là đường dị sinh nằm trong gan. Thực tế mà nói, glucose của gan được tổng hợp chủ yếu là qua con đường dị sinh này. Do vậy, nếu người bệnh bị đường huyết thấp thì nguyên nhân chủ yếu là do chức năng của đường dị sinh trong gan bị giảm sút. Đấy, cái từ này do chủ yếu là chức năng của đường dị sinh trong gan bị giảm sút. Có một cái hình đây. Đấy. Các axit polylactic acid vân vân, xong qua glucose đúng không ạ, rồi đến đường huyết và glucose, tóm lại cái đường dị sinh đúng không ạ, đường dị sinh trong gan bị giảm sút. Đấy, thì từ đó là những người mà bị huyết áp thấp thì chủ yếu đấy chính là do cái đường đường gọi là dị sinh trong gan bị giảm sút. Đấy, chúng ta tạm thời hiểu là như vậy. Bác sĩ nào
Làm nào để điều trị, làm thế nào để điều trị được đường hóa gọi là đường huyết thấp đúng không ạ? Trong bệnh viện bác sĩ điều trị bằng cách tiêm glucose cho bệnh nhân để tăng đường huyết. Chúng ta hình dung là trong máu chúng ta đúng không ạ, cũng cần phải có gọi là glucose để có năng lượng đấy đúng không anh chị. Phương pháp này không bao giờ cải thiện được chức năng của đường dị sinh trong gan, do vậy sẽ gọi là do vậy sẽ không thể điều trị triệt để vấn đề đường huyết thấp cho bệnh người bệnh. Chúng ta thường hay gặp những trường hợp ngất xỉu do đường huyết và là đưa ra vào viện cấp cứu, bác sĩ tiêm. Và gần cái này chúng ta có một cái ảnh mà chúng ta học cách đơn giản hơn. Mọi người thấy là nếu như chúng ta đọc cái này để mà hiểu được thì đúng là chúng ta phải cần các chuyên gia để gọi là tổng hợp rồi cũng như là để giải đáp chúng ta, chứ một người mà bình thường như Ninh mà đọc cái này là tương đối là khó dịch, khó khó hiểu được hết đúng không ạ? Thực tế hạ đường huyết là hiện tượng vô cùng nguy hiểm vì người bệnh sẽ tự dưng ngất xỉu không biết gì hết và rất dễ dẫn đến những tổn thương khác nguy hiểm đến tính mạng. Con người đang đứng bỗng nhiên xỉu do hạ đường huyết đấy, ngã chảy cả máu đầu, có người hạ đường huyết ngất xỉu ở chỗ vắng, người không biết để kịp thời đi đưa cấp cứu dẫn đến hậu quả tử vong đấy. Hãy thử tưởng tượng, cái này có vẻ nguy hiểm đấy anh chị nhỉ, đúng không? Hãy thử tưởng tượng nếu bạn đang lái xe mà người lái gặp tình trạng này thì chuyện gì xảy ra. Do đó đường huyết thấp cần phải điều trị, được điều trị một cách triệt để và thực tế có thể điều trị khỏi một cách đơn giản. À, may mắn là lại có thể điều trị khỏi một cách đơn giản, bởi lẽ chúng ta biết rõ người hay bị đường huyết thấp đấy là do chức năng của đường dị sinh trong gan bị và là bị giảm sút ngợ. Ví dụ có rất nhiều người không ăn sáng nhưng chỉ có bạn là bị hạ đường huyết chứ không phải tất cả những người nhịn ăn sáng đều bị. Vì thế vấn đề ở đây là cá nhân bạn, cụ thể là gan của bạn. Chúng ta có thể làm một so sánh thực nghiệm rất lý thú, mọi người chỉ uống nước mà không ăn cơm. Nếu ai bị đường đường huyết thấp ấy, hạ đường huyết trước thì gan của người đó kém nhất đấy. À, lấy một cái ví dụ đấy cũng hay đúng không ạ, để biết được xem là gan của ai là có vấn đề. Họ cứ theo thứ tự như vậy, người nào trụ được đến cuối cùng thì người đó gan khỏe nhất. Mà chúng ta đọc về gan rồi đúng không ạ, gan là vị đại tổng quản của cơ thể, tức là mọi thứ đều đi qua gan. Cái này cũng rất hay. Cứ theo thứ tự như vậy, người nào trụ được đến cuối cùng thì người đó là gan khỏe nhất. So sánh như vậy chúng ta chưa thấy hết được tính nghiêm trọng của vấn đề, nhưng ít ra nó cũng nói lên được rằng người bị hạ đường huyết đầu tiên là người có chức năng đường dị sinh ở gan là kém nhất. Vậy đường huyết thấp điều trị như thế nào? Đáp án chính xác vẫn là bảo vệ gan, giúp gan cải thiện chức năng của đường dị sinh. Như đã nói ở trên, nguyên liệu của đường dị sinh chính là axit amin, polylactic acid và glycerin, glycerin. Những dưỡng chất này phải luôn sẵn sàng có trong cơ thể nên nguyên liệu không thể thiếu, đúng không ạ? Nguyên nhân dẫn đến quá trình tổng hợp của đường dị sinh bị bất thường chỉ có một, đó là thiếu hụt enzyme, đúng không ạ? Coenzyme, rồi cần thiết những cái cần thiết để tổng hợp bởi các nguyên liệu trở thành gọi là nguyên liệu trở thành glucose. Bản chất của enzyme hay là coenzyme chính là protein. À, protein, thế thì protein thì mọi người biết là có trong đâu, trong trong gân nét gì của ofen. À, cái này là em biết đây, biết đâm ra là cũng hỏi hỏi mọi người tí. Thế thì đấy, nó chính là protein. Protein thì có trong gì? Có trong gân nếp bột đúng không chị? Đâu xem ai. À, đây rồi, mọi người comment 10 điểm cho chị Phan Thị Tú QB, chắc là Quảng Bình đúng không ạ? Ok. Rồi vitamin và khoáng chất. Vitamin, khoáng chất thì có trong đâu? À, anh Tường 10 cộng lại có thêm một sản phẩm Miu nữa đúng không ạ? Rồi vitamin và khoáng chất. Vitamin, khoáng chất thì chính là đấy, wellness pack của chúng ta, đúng không anh chị? Đấy. Ok. Do đó cung cấp dinh dưỡng cho người bệnh, đảm bảo các enzyme và coenzyme cho đường dị sinh
thì bệnh của đường huyết thấp hoàn toàn có thể là khỏi. Hay, cái này hay quá, đúng không ạ? Rất hay, khi mà đọc đến đây thấy hay quá rồi. Đọc tiếp nhá. Điều trị của bệnh tiểu đường. Như vậy là chúng ta đọc về cái gọi là gì? Bắt đầu dẫn đến tiểu đường, vấn đề khác của đường huyết là đường huyết cao dẫn đến tiểu đường. À, như vậy đường huyết thấp trước nhỉ, đúng không chị? Đường huyết thấp và đường huyết cao thì lại dẫn đến tiểu đường. Bệnh tiểu đường là một trong ba bệnh dẫn đầu về tử vong, chỉ xếp sau bệnh tim mạch và ung thư. Trên thế giới có khoảng 200 triệu người mắc bệnh tiểu đường. Và ở đất nước mà Trung Quốc ấy thì đứng thứ hai trên thế giới về tỷ lệ bệnh nhân mà mắc bệnh tiểu đường, nó chiếm khoảng 40 triệu người. Để mọi người ý thức rõ về căn bệnh này, Tổ chức Y tế Thế giới đã có ngày dành cho người bệnh tiểu đường. Đấy. À, dưới góc độ lâm sàng, đại đa số người bệnh mắc gọi là tiểu đường type 2 do cuốn sách này chỉ thảo luận để với độc giả về bệnh tiểu đường type 2 gọi là bệnh tiểu đường. Đấy. Gọi là bệnh tiểu đường hay còn gọi là bệnh tiểu đường type 2. Đấy. À, cho đến nay hầu hết các lập luận của ngành y bác sĩ và các nhà dinh dưỡng học đều cho rằng bệnh tiểu đường type 2 là do bất thường của thụ thể insulin trong tuyến tụy gây ra. Và trong cuốn sách này tôi muốn gửi đến độc giả một cái nhìn mới mẻ hơn về bệnh tiểu đường. Tôi cho rằng ai đấy mà có câu chuyện về mà dùng wellness mà cải thiện tiểu đường thì anh chị chuẩn bị gì giúp Linh nhá, xong chia sẻ với Linh một chút cái này nha anh chị nha. Ok. Tôi cho rằng những quan điểm và đồng đoạn trên chưa chính xác, thậm chí còn sai. Nguyên nhân bệnh tiểu đường không phải là do insulin hay do tuyến tụy, mà gốc rễ ban đầu là do gan. Đấy, vẫn là do gan đúng không anh chị? Có lẽ là do định hướng nhầm từ kết luận của tiểu đường type 1, cho rằng nguyên nhân gây nên bệnh là do các tế bào insulin bị chết đi và biến mất. Do đó mọi người đã quên khái niệm nguyên nhân sâu xa của bệnh tiểu đường type 2 là do bất thường của tuyến tụy và insulin. Có một vài bằng chứng lâm sàng không ủng hộ cho quan điểm này. Thứ nhất, giai đoạn đầu của bệnh tiểu đường, đặc biệt là thời kỳ ủ bệnh, insulin của người bệnh sẽ tăng cao. Cái này giải thích tương đối cặn kẽ, nhưng mà để chúng ta gọi là đưa ra cái hôm nay là cũng nói về vấn đề gọi là bệnh tiểu đường một chút nữa. Nói đến đây tôi nghĩ rằng bạn đã biết cách điều trị bệnh tiểu đường rồi, chỉ có điều chỉnh chức năng chuyển hóa chất đạm, chất béo, chất đường của gan mới giúp đường ổn định. Bệnh nhân tiểu đường mới chữa trị triệt để và tận gốc căn bệnh. Muốn cải thiện rối loạn của chuyển hóa, chỉ có dinh dưỡng mới có thể đảm nhận được trách nhiệm nặng nề này. Một mặt dinh dưỡng sẽ giúp chữa lành các tế bào gan mà đã bị tổn thương thông qua khả năng tự phục hồi của nó. Mặt khác, dinh dưỡng sẽ giúp cho cung cấp đầy đủ những enzyme và coenzyme cần thiết cho các phản ứng tế bào gan. Nhờ đó, chức năng của gan sẽ được phục hồi. Bệnh tiểu đường không phải là bệnh chung thân, hay không anh chị? Một số người bảo là bệnh tiểu đường là toang đúng không anh chị? Đấy. Hơn nữa về về lý thuyết thì bệnh tiểu đường 100% có thể chữa trị được. Đấy, hay quá. Tại sao lại trên lý thuyết chứ không phải thực tế? Bởi vì nhiều bệnh nhân tiểu đường không tin rằng dinh dưỡng có thể giúp họ, tức là dinh dưỡng có thể 100% cải thiện được bệnh này. Trước mình không 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 biết là cái bệnh tiểu đường nó lại ghê gớm như vậy, và mãi sau mới bắt đầu hiểu là sau này từ tiểu đường rồi biến chứng tiểu đường nó lại lại khủng khiếp như vậy. Đấy, một số người thì bị nở nở chân tay. Thôi đọc nhanh cái này để còn giao lưu với lại các khách hàng rồi những người mà bị anh chị nhá. Dùng dinh dưỡng có thể chữa trị mà không khỏi chỉ có hai nguyên nhân: thứ nhất là dùng không đủ, và thứ hai là thời gian không đủ. Đấy, thời gian không đủ. Sau khi dùng dinh dưỡng để điều trị tiểu đường thì kết quả mỗi bệnh nhân khác nhau. Có người chỉ cần 3 tháng khỏi, có một số cụ 70 tuổi đồng ý dùng dinh dưỡng điều trị tiểu đường 3 tháng. Chỉ số đường huyết của cụ từ 14.24 hạ xuống còn 6.5. Hiện nay, dưới sự hướng dẫn của tôi, người cải thiện với tốc độ nhanh nhất là một phụ nữ họ Trần 60 tuổi, lần đầu gặp bà hàng ngày phải tiêm 42 đơn vị insulin vào người. Sau khi dùng dinh dưỡng một tuần, con số giảm từ 42 xuống còn 22 đơn vị insulin. Tất nhiên, nếu hạ xuống thấp hơn nữa, sẽ chuyển sang đường huyết thấp. Ngoài ra, có người phải mất 1 đến 2 năm hoặc 2 đến 3 năm đường huyết mới hạ được.
Điều này do mức độ tổn thương của gan, vẫn là gan, vẫn là gan, làm ta nói để gan nó khỏe thì cái việc điều tiết thế này nó chuyển hóa thì nó ok, đúng không chị? Chỉ cần kiên trì sử dụng dinh dưỡng, đó, chỉ cần kiên trì sử dụng dinh dưỡng. Mà ta chúng ta phải hiểu là dùng dinh dưỡng nó cũng để thay thế cũng như là để giúp chúng ta khỏe, chứ không phải là dinh dưỡng nó không phải giống kiểu như một cái loại thuốc gì đấy mà uống vào cái là phải khỏi ngay, đúng không chị? Đấy. Một bệnh nhân nam của tôi, chủ cửa hàng dược 40 tuổi đã bị tiểu đường rất nặng, mặc dù làm dược họ cũng bị rất nặng, hơn 10 năm liền bắt đầu xuất hiện các biến chứng tiểu đường, hai chân bắt đầu đau nhức. Đây là biểu hiện của biến chứng mạch máu chi dưới, do anh ta có kinh nghiệm bán thuốc nhiều năm nên đã hiểu rất rõ hậu quả của tiểu đường và biến chứng tiểu đường, vì vậy mà rất bi quan với căn bệnh mắc phải. Bạn có thể phải tưởng tượng ra bản thân mắc bệnh thậm chí nguy hại đến tính mạng mà không có cách nào chữa khỏi, chẳng khác gì ngồi chờ chết. Như vậy tinh thần sao có thể lạc quan được, cuộc sống không còn hy vọng, khiến mọi việc của chúng ta nào rất dễ miễn cưỡng, chẳng khác gì đi đày, vân vân, đúng không? Và y học dinh dưỡng chính là hướng phát triển đúng đắn của y học và y học hiện đại, đấy, của dinh dưỡng học và y học hiện đại. Chúng ta đang học bộ môn này có tên là gì anh chị biết không? Nó có tên là y học dinh dưỡng nhá. Đó chính là hướng phát triển đúng đắn của hai cái kết hợp này, dinh dưỡng học và y học hiện đại anh chị nhá. Đấy. Và y học ngày nay lại lấy việc kiêng cữ, hạn chế ăn uống làm lời khuyên đầu tiên cho những bệnh nhân tiểu đường. Bệnh nhân tiểu đường không phải do một lần, hai lần ăn nhiều mà mắc bệnh. Nguyên nhân chủ yếu là do mất cân bằng dinh dưỡng lâu ngày. Mất cân bằng dinh dưỡng lâu ngày khiến gan bị tổn thương mãn tính. Việc kiêng khem không những không cải thiện được vấn đề mất cân bằng dinh dưỡng, thậm chí còn tình trạng cân bằng gọi là bệnh bị nặng hơn. Nói cách khác, đại bộ phận trong người mắc bệnh tiểu đường bị chết đói, vốn là phải dùng một lượng dinh dưỡng lớn để phục hồi chức năng gan. Và các bộ phận khác bị tổn thương thì lại bị hạn chế, khiến dinh dưỡng trong cơ thể bị thiếu hụt. Người mắc bệnh tiểu đường không dễ dàng chấp nhận dùng dinh dưỡng để điều trị. Nguyên nhân sâu xa là do vấn đề về tài chính. Đấy, người ta phân tích cái điều này. Nếu uống hạ đường huyết, chi phí thấp nhất thấp nhất chỉ mất khoảng đâu đó khoảng 30.000 một ngày. Vậy một tháng mất khoảng 900.000. Còn dùng dinh dưỡng một tháng phải chi khoảng 6 triệu. Cái này là đơn vị tính theo ở bên, chắc ở bên Trung Quốc anh chị ạ. Đấy. Bởi vì ông Vương Đào là người Trung Quốc. Đấy. Với 6 triệu này thì người bệnh có thể mua thuốc hạ đường huyết trong vòng 5 đến 6 năm. Vì thế mà họ khó có thể đầu tư chi phí này để mua dinh dưỡng. Nhưng bản thân ta phải rất rõ một điều. Nếu không dùng dinh dưỡng thì người bệnh tiểu đường cuối cùng phải mất 1 đến 2 khoản tiền lớn. Đó là lúc biến chứng của tiểu đường vào giai đoạn nguy kịch, hơn các khoản tiền lớn này cũng chưa chắc giúp người bệnh gọi là giải quyết được vấn đề, và nó không còn ý nghĩa nhiều trong gọi là trong việc giúp người bệnh lấy lại sức khỏe. Vì thế khoản tiền này cách tốt nhất là đầu tư vào việc mua dinh dưỡng sử dụng để có thể chữa trị bệnh tiểu đường triệt để. Như thế chất lượng cuộc sống và sinh mệnh của chúng ta được đảm bảo. Bạn thấy sao? Đấy, hôm qua thì trong cái lúc đấy thì Linh có đọc một chút về những yếu tố cũng như là nguy cơ, các nhà nghiên cứu hoàn toàn hiểu tại sao một số người gọi là người dân phát triển tiểu đường type 2 và những người khác không rõ, gọi là rõ ràng yếu tố làm tăng nguy cơ trọng lượng vân vân. Trong đấy thì tiểu đường các biến chứng, ví dụ như là các biến chứng nhé, tim mạch và mạch máu này, hay là hại về thần kinh này, thiệt hại về thận này, thiệt hại về mắt này. Đấy, tại sao lại bị tiểu đường lại liên quan đến thiệt hại cả về bàn chân đấy, rồi sưng phù nên rồi vân vân, hay da vào miệng, hay là bị loãng xương, hay mắc chứng bệnh Alzheimer, cái bệnh vấn đề mà gọi là trí nhớ đấy anh chị. Ok, thế thì anh chị nào mà thế Ninh nói tổng hợp qua một chút cái này nhá. Đây rồi, hôm qua cũng đọc qua một chút rồi. Để chúng ta cùng nhau gọi là được rồi. Thế thì Ninh tạm thời dừng chia sẻ đây một chút. Thế anh chị nào có cái câu chuyện gì đấy về
dùng Gao Nét mà cải thiện được tiểu đường thì có thể là chia sẻ giúp Linh được không? Lại với tinh thần xung phong nhé. Hoặc là câu chuyện về bạn, hoặc là gọi là gia đình, hoặc là khách hàng của bạn sử dụng Gao Nét mà gọi là cải thiện. Mọi người chia sẻ giúp mình nhé. Để chúng ta cùng gọi là xây dựng một cái buổi Zoom cho nó có nhiều cái kiến thức hay của anh chị. Đấy. Còn đây là cái kiến thức về tiểu đường. Tạm thời gọi là tóm gọn lại chút nhá. Nguyên nhân là do tuyến tụy không sản xuất được insulin hoặc các tế bào không đón nhận insulin mà cơ thể sản xuất. Đấy, từ hoặc là tức là kháng insulin hoặc là do máu bị bão hòa chất béo khiến đường đi của di chuyển của máu khó khăn, chậm đến các tế bào hoặc là rối loạn chuyển hóa trong gan là nguyên nhân gốc rễ. Đấy. Đấy là cái nguyên nhân gốc rễ. Giải pháp của Tây y thì họ sẽ làm gì? Đấy là thường là tiêm insulin vào cơ thể. Thì có cái gọi là thuốc kháng sinh đi kèm với người bệnh bị biến chứng viêm, hoặc gọi là thăm khám định kỳ để kiểm soát tình hình bệnh, và Tây y giúp cho xử lý phần ngọn, tuy nhiên sẽ để lại các tác dụng phụ cho gan, thận. Cần tránh lạm dụng. Giải pháp đấy là gì? Giải pháp của là dinh dưỡng. Giải pháp dinh dưỡng đấy là phục hồi chức năng gan, chuyển hóa trong gan và giảm nạp các yếu tố vào cơ thể. Đấy, đọc đi đọc lại mấy cái vừa rồi thì thôi, chúng ta cứ tạm thời hiểu về cái bệnh tiểu đường là như thế. Giải pháp của dinh dưỡng đấy. Sử dụng dinh dưỡng để bổ sung, điều chỉnh chế độ ăn uống khoa học, wellness check và chỉ số GI, chỉ số đường huyết ấy là bằng 28, loại đạm dễ hấp thu, tái tạo lại các tế bào ở vùng tổn thương và nhanh chóng hỗ trợ gan, OGA3 cấu tạo màng tế bào. Thế thì mọi người ai đấy có một câu chuyện gì đấy hay hay gì ấy về tiểu đường thì có thể là chia sẻ giúp đấy nhá. Tí nữa thì chúng ta sẽ nhận được hết cái ảnh về bệnh tiểu đường này để chúng ta gọi là cùng nhau ôn bài đúng không anh chị? Nguyễn Thị Kim Thoa, khách hàng của em nhé. Ok. Ưu tiên đầu tiên là ai đấy mà chính bạn mà hoặc là gia đình bạn mà có cái câu chuyện đấy thì ưu tiên hơn nhỉ. Có anh chị nào mà gọi là chính Vũ chia sẻ câu chuyện của mẹ Vũ. Vâng. Thế thì Thoa Thoa thông cảm nhá. Thì trước tiên là em xin mời anh Vũ này. Anh Vũ đẹp trai. Yêu cầu anh bật tiếng. Mẹ Loan bảo trời ơi, hay quá. Thì tí nữa hai câu chuyện nhá. Trước tiên là em mời anh Vũ và thứ hai là A4 chị Loan. Tí nữa chị nhá. Em cảm ơn anh chị nhiệt tình chia sẻ. Anh Vũ ơi, em làm nổi bật với mọi người. Đây rồi. Anh Vũ đây rồi. Anh bật mic lên giúp em nhé. Ô. Nhiều chị em mới vào thì Vâng. là chưa nghe được cái câu chuyện này của bên gia đình Vũ ấy đó, thì nói chung là những ai cũ thì nghe rồi thì coi như là biết, nhưng mà những người mà mới thì họ cũng chưa biết đâu. Nên Vũ chia sẻ lại câu chuyện của mẹ Vũ là cách đây 2 năm trước bà bị tiểu đường tai biến đấy, rồi là máu gan nhiễm mỡ, và bây giờ là coi như là nhờ dùng cái nét mà đến bây giờ toàn bộ tất cả mọi thứ của mẹ Vũ là coi như là về con số 0 đó, tức là bây giờ bà ok lắm, chỉ còn là cái máu gan nhiễm mỡ, còn gan nhiễm mỡ độ dưới độ 1, ở độ 1 thôi, dưới độ 1 tức là nhẹ đó. Còn lại là về tiểu đường mà của mẹ Vũ ấy là bây giờ là về ở hiện tại hôm trước test là bây giờ từ hai bà từ 17 từ 27 mà bây giờ về là 6.5, 6.5 của mẹ, rất tuyệt vời chị em là cả nhà. Cho nên là ai mà đang có bệnh tiểu đường ấy thì coi như chúng ta cứ tự tin mà tư vấn cho họ đi, chứ gạo nẹt của ta tuyệt vời lắm. Chính bản thân mẹ Vũ bây giờ đã rất khỏe, không còn tình trạng tiểu đường. Nói chung ở 6.5 thì con chỉ số đẹp nhất của con người chúng ta từ từ 5.5 và đến dưới 6.5 là nói chung là cũng là trong cái mức độ là an toàn và coi như là chưa là không cái ấy. Cho nên là thành ra mà từ 27 về 6.5 là rất tuyệt vời luôn rồi. Cho Em nên là hỏi anh một chút,
Thế cái lúc mà bác bị tiểu đường đấy thì bác có bị tiểu đường rồi nó có bị vấn đề gì không chị? Ai à anh? Chính từ cái tiểu đường mà gây ra tai biến đấy, gây ra huyết áp và gây ra máu gan nhiễm mỡ của Vâng. mẹ phụ đấy. Vâng. Và sau đó bắt đầu là ba bì và ba từ đó, từ tiểu đường mà nó gây ra những cái đó, sau khi mà mẹ phụ hết tiểu đường thì đến bây giờ là kéo theo là những cái đó cũng không còn đó. Quá. Mà thường thường người thường thường người bị tiểu đường ấy thì chắc chắn rằng là coi như là bị thêm những cái bệnh khác, có thể là một người bị tai biến hoặc hoặc là bị xương khớp hoặc điều này kia, chứ chắc là có tiểu đường. Nhưng mà từ cái chỗ ông tiểu đường nó sẽ gây ra rất nhiều bệnh, kéo theo là gây ra một loạt bệnh kiểu đằng sau đó. Đó, Thế thì mẹ vụ phải dùng, nói chung là mẹ vụ là dùng tới hai bây giờ, bây giờ thì vụ đang cho dùng đó. Và coi như là thì ở nhà thì bây giờ cũng đang còn gần hết rồi, thì coi như là hôm nay là cũng quyết định là đặt hai bộ combo cao nét là về để sắp tới là coi như là cũng gia tiên kẹo rồi không kịp, cho nên là cũng gia tiên xong rồi là quay lại đẹp biểu mẹ biểu các ông các ba thôi như vâng, thế. hay quá. Thế thì em muốn, em thấy là anh cũng là cái người có kinh nghiệm rồi, anh và anh bán con nét rất là siêu, rồi cũng như là anh có niềm tin, thì anh có thể là giải thích là tại sao lại dùng cái con nét này, nó lại có một cái giúp được cho là những cái người mà bị tiểu đường rồi người ta lại khỏi được rồi, đấy gọi là chữa trị tận gốc, thì anh có thể là giải thích qua với em cũng như là mọi người một chút được không anh? Ừ, thì nói chung là về về cái tiểu đường ấy thì nói chung thế này này, như lúc nãy mà Bảo Trợ đăng link vừa đọc xong đó, Vâng. thì coi như là thực tế một cái tiểu đường thì do là được cái lượng đường nó nằm trong máu mà nó không được chuyển hóa đầy đưa vào tế bào thôi. Vâng. Là khi mà dùng cái sản phẩm của em đẹp của mình thì nó vào là nó phục hồi cái tế bào gốc là một, cái thứ hai nữa đó là nó cũng cái góp phần là thay đổi cái thành phần máu, mà khi cái thành phần máu tốt ấy, bắt đầu là nó bắt đầu là xâm nhập vào cái chuyển hóa được cái lượng đường vào trong máu, thì khi đó cái lượng lượng đường nó ổn định. Cái thứ hai nữa là có như khi là thời điểm đó là có như là vụ là rất nhanh chóng, là có như là kịp thời là cho ba uống rửa wellness bột và protein lên kết hợp với nhau. Vâng. Ừ, thế nó mới hiệu quả. Cho Hay nên quá. là ừ, đó là những cái mà có nhất trong quá trình vụ cho mẹ uống nó như thế thôi. Từ chuyên 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 gia là cứ có một là một cái protein lén, hai ví dụ tiểu đường nặng là cứ hai protein lén cộng với một wellness Vâng. đó, về cho uống nhiều, cho mẹ uống nhiều lần trong ngày thôi, dặn mẹ uống nhiều lần trong ngày, Vâng. một lần một lưu lượng nhỏ 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 để là À. có nhỏ, nó liên tục cung cấp vào để thay đổi cái thành phần máu và nó chuyển hóa, sau 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 đó là bắt đầu là máu chuyển hóa được cái lượng đường mà vào trong tế bào thì có những tự nhiên là lượng đường nó bình ổn thôi. Và Vâng. vì nguyên nhân như thế khi mà theo như ta biết đó thì có những cứ mỗi giây là có 3,8 triệu tế bào chết đi, và 3,8 triệu tế bào sinh sôi, thì trong trong quá trình 3,8 triệu tế bào sinh sôi đó thì có như là nhờ cái này vào nữa thì nó sẽ là giúp cho cái thành phần máu vào thì tế bào khỏe mạnh, và khi là tự nhiên nó chuyển hóa được tất cả. Vâng. Em rất là cảm ơn những chia sẻ của anh. Đấy. Anh đấy chính là nguyên nhân mà gọi là chúng ta thấy là anh Vũ có kiến thức về y học dinh dưỡng, có am hiểu rồi về con nét đúng không ạ, và thậm chí là đôi khi đấy là chính anh còn bắt đầu nghĩ đến là kết hợp giữa cái con nét Blend ấy, mọi người biết là cái gọi là cái sản phẩm mà nó cũng là trong cái dòng mà Wellness của Oplame ấy, kết hợp như vậy thì nó lại rất là hiệu quả đấy. Mọi người nếu như mà chưa gọi là tự tin lắm thì inbox với lại anh Vũ nhá. Nickname của anh Vũ là gì anh nhỉ? Facebook. Nickname là Nguyễn Văn Vũ. Đấy, Nguyễn Văn Vũ. Và em cảm ơn anh đã dành thời gian chia sẻ với lại mọi người và chia sẻ kiến thức này rất là hay. Em cảm ơn anh rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta đến lại một cái câu chuyện tiếp theo là của chị Loan nhỉ? À, Thành Thiều Điệp. Em cảm ơn anh. À, chị Loan là chị bật mic giúp em nhé. Ok. Ok, hay quá. Ừ. Trước tiên Chào, chào là Bảo Trợ. giới thiệu Chào bản Bảo thân mình Trợ, chút này. chào Vâng. toàn các cô chú anh chị em trong hệ thống S21 mình nhá. Mình xin Vâng. giới thiệu một chút là mình tên là Loan, mình 39 tuổi, đến từ Phú Xuyên, Hà Nội. Vâng. Mình vào Audi làm được 6 7 tháng rồi. Và khi mình mới đầu vào làm ấy thì mình cũng có mua về sản phẩm về để bản thân mình trải nghiệm và gia đình mình trải nghiệm, và có mẹ mẹ đẻ của mình là bị Vâng. tiểu đường. Thì lúc Vâng. đó là mẹ tiểu đường là hơn 7,1 và 7,2. Thì cái thời gian đầu ấy thì mình cũng mua cho mẹ mình là dùng combo 5 cùng với cả canxi, chất Vâng. xơ nữa, đầy đủ. Thì thời gian đầu là mẹ mình khoảng một tháng đầu là mẹ mình chưa có cải thiện gì cả.
vì bản thân mẹ mình là rất là nhiều bệnh, mẹ mình bị tim đặt hai ống stent, cộng thêm là huyết áp cao, xương khớp, tiểu đường, mỡ máu, gan nhiễm mỡ, rất là nhiều bệnh. Thế thời gian đầu là mẹ mình cũng dùng đều đặn, nhưng mà mẹ bảo là sao mẹ thấy nó không cải thiện mấy, mẹ đi khám nó vẫn không giảm. Thì Loan có bảo là mẹ yên tâm, cái này của con nó là dinh dưỡng, nó không phải là thuốc, vì trong người mẹ là trong người mẹ là rất là nhiều bệnh. Thì mình cứ nói như thế để cho mẹ hiểu. Nếu mà mình nói là chức năng cao giảm sút thì nhiều khi mẹ không có hiểu, mẹ cứ bảo mẹ thấy mẹ bình thường mà còn sao đâu, nhưng mình cứ bảo là trong người mẹ thì nó nhiều bệnh, thì mẹ cứ uống kiên trì đi. Thì là cái bệnh của mẹ là bị lâu năm rồi, thì nó từ từ mới cải thiện. Thì mẹ cứ kiên trì, mẹ nghe con gái của mẹ thì sẽ không có lừa mẹ đâu, con đã nghiên cứu kỹ rồi, mẹ cứ yên tâm mẹ dùng đi. Thì là mẹ mình dùng đến tận tháng thứ hai. Mới đầu cả nhà mình cứ yên tâm, là ví dụ khách hàng hay bản thân của mình mà có dùng ấy, nếu mà tiểu đường hay là xương khớp mà nó có đau thêm hoặc là nó có bị lên hoặc xuống thất thường thì mình hay yên tâm, bởi vì mình được học mà. Mình được học thì mình cứ tự tin để cho nó, cho người nhà nhà mình tin tưởng, và bản thân mình cũng yên tâm, bởi vì mình được học dinh dưỡng thì mình phải phải tin tưởng cái đó đấy. Thì bản thân là mới đầu là mẹ Loan cũng không có tin, mẹ bảo ui dùng một tháng rồi mà nó có giảm đâu, nó cứ thế thì thôi mẹ không có dùng nữa. Nhưng mà mình bảo là mẹ yên tâm, mẹ cứ dùng tiếp đi, mẹ cứ kiên trì mẹ dùng, mẹ cứ nghe con là mẹ sẽ khỏe. Vì bản thân mẹ là cái gan của mẹ nó bị tổn thương thì nó phải từ từ. Mẹ trong người mẹ là lúc ấy mình cứ chưa có hiểu mấy đâu, thì mình cứ bảo với mẹ là mẹ cứ từ từ, vì trong người mẹ bệnh nhiều quá, mà bệnh bệnh nhiều quá thì nó phải sửa chữa từng từng chỗ một. Mình cũng chỉ thích mẹ là mẹ cũng hiểu như là con là bây giờ ngôi nhà của mình thì đều phải dùng bằng cát xi măng, thì bây giờ bản thân cơ thể mình cũng thế, cũng như là cái tường như bà chợ nói là cái tường ban công hay là cái tường nhà vệ sinh thì cũng đều phải dùng cát xi măng để sửa chữa. Thì cơ thể mẹ cũng thế, thì trong người mẹ là tế bào nó những cái tế bào chỗ này chỗ kia nó hỏng thì nó phải sửa chữa nhiều, thì nó sẽ có thể bây giờ mẹ cần tiểu đường nhưng mà tiểu đường chưa khỏi, nhưng mẹ bảo mẹ khỏi mất ngủ rồi này. Mắt của mẹ là bây giờ là mẹ ngày trước mẹ cứ phải đọc báo phải phải đeo kính, thì bây giờ mẹ cũng không phải đeo kính nữa, thì đó là mẹ đỡ. Hoặc là xương khớp của mẹ ngày trước là mẹ bảo là mẹ leo lên tầng 3 là mẹ cứ phải nghỉ đến 2 lần, thì bây giờ đầu gối mẹ nó chưa đỡ nhất nhưng tiểu đường mẹ nó chưa giảm, thì mẹ cứ kiên trì đi. Thì mẹ, tức là mẹ trong người mẹ có đỡ rồi thì mẹ cứ kiên trì mẹ dùng tiếp. Và đến tháng thứ hai thì mẹ Loan đi khám là tiểu đường từ 7 phẩy xuống 5 phẩy đó, rất tuyệt vời cả nhà. Nên cả nhà mình Vâng. yên tâm nhá, cả nhà mình yên tâm cứ sử dụng dinh dưỡng. Thì có những người là 1 tháng 2 tháng như bà chợ nói, có những người ta 1 2 năm, thì mình phải hiểu về dinh dưỡng thì mình mới kiên trì để dùng sử dụng. Chứ có những người dùng đến 3 tháng 4 tháng bảo ôi dồi ôi dùng thế này nó chẳng đỡ, này tiền đâu ra mà theo đó, đó là người ta chưa hiểu thì người ta bảo là người ta không theo. Nhưng khi mà mình hiểu rồi thì đó là rất là tuyệt vời. Bản thân Loan là gia đình nhà Loan cải thiện rất là nhiều cả nội ngoại, và bản thân Loan cũng vừa bị Covid, Loan cũng khỏe mạnh lắm chị em trước đó. Thế là Loan rất là yêu Wellness mọi người ạ. Wellness rất là tuyệt vời. Cảm ơn cả nhà, cảm ơn bảo trợ lắng nghe Loan chia sẻ nhé. Hay quá chị ơi. Đấy. Như vậy là qua câu chuyện của chị Bùi Loan đúng không ạ? Đã thấy chúng ta thấy là khi mà bị tiểu đường cũng không phải là ai cũng có thể là cải thiện ngay được đúng không? Và đôi khi đấy là uống Onet thì chúng ta hình dung ra là uống Onet không phải là để chữa chữa bệnh gọi là ngay tức thì cái vấn đề đấy. Mà Onet nó là dinh dưỡng và dinh dưỡng thì nó bắt đầu là đi đến các gọi là bộ phận gọi là cơ thể chúng ta để nó bắt đầu sửa chữa gọi là đôi khi đấy là nó phải sửa chữa theo thứ tự ưu tiên của nó đúng không chị? Đấy. Ok, em rất là cảm ơn chị đã dành thời gian chia sẻ với lại mọi người và bây giờ thì chúng ta có thêm một người nữa. À, mọi người có hỏi là anh Vũ cho em xin số điện thoại đấy. Anh Vũ nhiệt tình, rất là nhiệt tình. Anh Vũ có thể là comment cái số điện thoại để chị Phan Thị Tú QV có thể là biết được số điện thoại của anh Vũ nha, để anh Vũ có thể là giải đáp 24 trên 24 luôn. Vâng, chị Hường Trần thì có chia sẻ đấy là tuyệt vời nhất trong sản phẩm Gonet của chúng ta là có lượng insulin cân bằng giúp tổng hợp thành insulin hỗ trợ cho người bị tiểu đường. Ok, đấy là một cái thông tin rất là hữu ích. Đấy. Có một chị ở đây có chia sẻ câu chuyện chính bản thân mình, sau này kia chúng ta sẽ chuyển sang phần tiếp theo nhé. Ok. Em xin mời chị mã số có tên mã số 1002. Được rồi. Chị bật tiếng giúp em nhé. Chị Hiểu Nguyễn đến từ Hà Nội. Chị có thể là bật video được không chị? Chị Hiểu Nguyễn Hà Nội. Có rồi ạ. À đây rồi, hay quá. Đây rồi, chị Hiểu Nguyễn ở Hà Nội. Chị có thể là chia sẻ với mọi người được không chị? Bắt đầu chị nhỉ? Vâng ạ. Bắt đầu Đang nghe. thì chị không không bật được cái màn hình video chị nhỉ? Có được bởi vì em cũng đang
Mọi người rất là muốn nhìn thấy khuôn mặt dễ thương của chị. Được rồi, để đắc mặt ạ. Vâng ạ. À, linh cảm là chị là một người cũng từng cam đấy, có thể là gọi là cô được không? Chắc là cô nhỉ. Đúng rồi. À, xin chào các bảo trợ và xin chào tất cả hệ thống FM1 trong buổi sáng Zoom sáng nay. Thì là qua nghe đọc sách và nghe các câu chuyện chia sẻ về bệnh tiểu đường, thì thực ra bản thân tôi thì trước khi đến với mọi người thì tôi cũng xin tự giới thiệu. Vâng. Tên của tôi là Nguyễn Thị Thanh Hiểu và tôi cũng là bác sĩ quân y, tôi về hưu cũng và năm nay tôi 65 tuổi. Thì vâng. Nói tôi bị bệnh tiểu đường thì tôi cũng đã chia sẻ một lần ở trên Zoom hệ thống rồi. Thì hôm nay cũng có những người mới và có những người cũ. Thì tôi xin chia sẻ về riêng câu chuyện về bản thân tôi. Thì tôi bị tiểu đường đã 10 năm nay rồi. Thì trước khi mà để biết đến cái sản phẩm mà Benet này thì tôi cũng đã trải nghiệm và cũng đã dùng một số các loại sản phẩm khác. Bởi vì bản thân tôi là ngành y, thế nên là tôi cũng rất là chú trọng đến sức khỏe. Và khi bị bệnh tiểu đường thì bản thân tôi cũng biết là cái gan của mình nó đã bị tổn thương. Khi gan bị tổn thương thì nó dẫn đến là nó tuyến tụy nó cũng sẽ bị ảnh hưởng. Và giữa cái tuyến tụy và gan nó có liên quan với nhau, thì nó không, khi gan của mình tổn thương thì nó sẽ không tiết được ra cái những cái dịch mật rồi để nó đến cái dạ dày hoặc nó đến tuyến tụy để nó sản sinh ra một cái lượng insulin để cho nó làm cân bằng và nó điều hòa được cái lượng máu trong cơ thể, cái lượng đường ấy. Thì khi mà tôi bị thì từ năm 2011. Thế thì khi mà tôi bị cái thời đấy thì tiểu đường nó cũng chưa phải nhiều lắm, thì tôi cũng rất là sốc. Thế nhưng mà sau khi đó mình tìm hiểu và mình sử dụng thì giữa thuốc Tây y và thuốc Đông y thì tôi cũng đã dùng nhiều. Thế nhưng mà đầu tiên thì nói chung là cái lượng đường nó còn thấp. Thế nhưng mà sau khi đó thì cứ mỗi một năm quá trình mình sử dụng cái thuốc tiểu đường đấy thì nó cũng sẽ cứ tăng, bệnh của mình nó sẽ tăng dần lên. Có khi là từ khi 7 phẩy xong đó năm rồi nó cứ tăng dần. Thế cho đến khi mà cách đây 2 năm thì là tôi tiểu đường tự dưng là nó tăng mà nó không xuống được nữa. Là nó bị, tôi lúc đấy là tiểu đường của tôi lúc nào cũng trên 10, thậm chí lên đến 12, 15 và có những đợt cao điểm của tôi lên đến tận 29. Thực sự cái thời gian đấy tôi phải nằm viện thì tôi cũng rất là hoang mang. Và lúc đó là tôi cũng đã bị các biến chứng nhẹ, ví dụ như về mắt là có hiện tượng bắt đầu mắt đã có hiện tượng mờ dần đi và có hiện tượng là như những cái làn khói, làn mây nó bay trước mắt ấy. Vâng. Tôi rất là buồn. Thế thì tôi bắt đầu lúc đó là tôi phải quyết định tôi chuyển sang tiêm. Bởi vì thực ra mà nói uống cái thuốc tiểu đường mình, khi mình càng uống nhiều vào thì cái cơ chế của nó thì như chúng tôi là ngành y chúng tôi hiểu rất rõ, thì cái chức năng gan và chức năng thận nó lại ảnh hưởng rất nhiều. Bởi vì thuốc Tây nó là con dao hai lưỡi, chữa được bệnh nọ thì bệnh kia nó lại phá ra. Thì tôi cũng đã tìm hiểu, tôi cũng đã dùng một số các thực phẩm chức năng, ví dụ như là Herbalife, rồi là Amway, Synergy. Nói chung là tôi cũng dùng qua rất nhiều, nhưng mà nó cũng chỉ cải thiện rất là chậm, không đáng kể. Nhưng khi mà tôi thấy cái tình trạng bệnh như vậy thì tôi được biết đến cái sản phẩm này thì cũng rất là một cái ngẫu nhiên, một cái cơ duyên. Là bảo trợ Thanh là người em cùng quê với tôi, thì chị em gặp nhau thì cô cũng có chia sẻ về một số cái vấn đề về sức khỏe của cô ấy, cô cải thiện và cô ấy cũng kể chuyện vậy. Thì lúc đấy thì tôi cũng muốn tìm hiểu, thì tôi cũng có nói với em Thanh là vậy thì như cái bệnh tiểu đường của chị ấy thì là có cái sản phẩm nào mà nó cải thiện được tốt không. Thì cô Thanh cũng có chia sẻ một số sản phẩm, thì lúc đấy thì tôi cũng chưa tin tưởng lắm, bởi vì là bản thân mình đã dùng quá nhiều rồi mà cái cải thiện nó cũng không có. Thế khi mà tôi nhận được là cái cô Thanh bảo trợ Thanh chia sẻ thì tôi cũng bảo là chia sẻ hết cả các sản phẩm về kem đánh răng rồi nước rửa vệ sinh các thứ, thì để lấy niềm tin thử các sản phẩm thì tôi có bảo em Thanh là vậy thì em đưa cho chị một tip kem đánh răng với lại một cái chai nước rửa vệ sinh chị dùng cảm nhận. Bởi vì bao giờ trước khi mình dùng một cái gì đưa vào cơ thể con người thì mình cũng phải dùng thử qua da hoặc là dùng thử qua bên ngoài đã, chứ còn khi mình đưa vào trực tiếp vào cơ thể ngay thì nó sẽ có những cái ảnh hưởng rất là lớn nếu như là cái sản phẩm nó không tốt.
Thì khi tôi dùng cái kem đánh răng và cái nước rửa vệ sinh thì tôi cảm nhận được cái sản phẩm đấy là có thể mình chấp nhận được. Bởi Vâng. vì tôi bị tiểu đường ấy thì tôi tiêm insulin là 2 năm nay rồi. Thì tôi tiêm như vậy thì nó lại ảnh hưởng cái tác dụng phụ là nó dẫn đến là bị khô tuyến nước bọt. Khi mà khô tuyến nước bọt thì nó thật là miệng lúc nào nó cũng khô mà nó tạo thành những cái mảng bám, cái cao cao huyết thanh nó mảng bám ở răng. Mà từ chỗ mình có bộ răng đang rất là đẹp, rất là trắng, mà răng hạt na rất là đẹp thì tự dưng nó lại bị có những mảng vàng úa. Thì thực sự tôi rất là buồn, nếu như mà đi lấy cao răng thì nó sẽ trắng răng ra, nó sẽ lấy được đi những cái mảng bám. Thế nhưng mà với tiểu đường của tôi ấy, mà nếu mà đi lấy thì cao răng thì cái độ mà rung nó rất là lớn thì nó lại ảnh hưởng, nó lại gây chảy máu. Thì tôi cũng đã qua một số các kem đánh răng thì tôi cũng thấy cái hiệu quả nó cũng không cải thiện được. Khi tôi dùng cái kem đánh răng của bên mình ấy thì tôi dùng được khoảng độ 15 ngày thì tôi thấy là một là cái hiện tượng mồm nó cũng bị khô và răng bắt đầu những cái mảng bám là nó đang được lấy đi, thì là tôi rất là tự tin. Trong đó tôi mới nói với em Thanh là một cái hôm là quê tôi thì có cái lễ hội đền Trần ở xã, thì em Thanh về thì chị em có gặp nhau và cũng nói chuyện, thì em Thanh nói là vậy thì chị thử dùng thử sản phẩm bên này xem. Thế thì lúc đấy thì cô cũng nói là cô cứ thử có bệnh thì vái tứ phương. Thế thì em cứ lấy cho chị một cái liệu trình nào mà nó đặc trị, chị điều trị tiểu đường ấy. Thế thì em Thanh lúc đấy có nói với tôi là vậy thì chị lấy cái combo 5 đi. Nhưng mà lúc đấy cũng chẳng hiểu combo 5 là cái gì. Thì mình là người dễ tính mà. Mình bảo thế thì đây chứng minh thư đây. Đây sẵn có chứng minh thư của chị trong túi đây. Em làm luôn cho chị đi. Thì em lấy cái gì cũng được. Cứ miễn là cái bệnh tiểu đường của chị nó có cải thiện. Bởi vì mình cũng với em Thanh thì cùng quê cũng đã quen biết nhau. Thế thì nhà mình thì cũng có một quầy thuốc rất lớn. Thế nhưng mà mình thuốc Tây thì dùng nhiều, nhưng mà cái sự cải thiện nó cũng rất là được. Cái ví dụ mình dùng thuốc Tây thì nó chỉ là kiềm chế, nó nghĩa là nó làm lắng lắng cái đường huyết xuống, thì để cho cái lượng máu nó tăng lên. Máu nó tăng lên thì là bắt đầu là cái khi mà mình càng dùng như vậy thì cái lượng mà nó đường nó lắng thì nó càng nhiều. Càng nhiều khi nó lắng càng nhiều thì sau đó thì cứ mỗi một năm thì bệnh nó cứ tăng lên dần dần. Thì sau đó cái thuốc nó tiểu đường nó sẽ bị nhờn. Mà khi mình dùng thuốc tiểu đường nhiều thì cái tác dụng phụ rất là ảnh hưởng đến gan thận. Mình biết nhưng mà không có cách nào bắt buộc mình phải dùng để duy trì. Khi mà được biết đến cái sản phẩm này thì trước hết là mình có nói với em Thanh là thôi lấy, thì em Thanh bảo lấy cho chị một combo 5. Thì lúc đấy mình cũng chẳng hiểu combo 5 là cái gì, nhưng mà thôi mình cứ lấy. Thế thì mình cũng về mình dùng, thì về thực ra mà nói cái rào cản rất lớn là đối với gia đình, đối với chồng và con. Bởi vì là chồng mình cũng là bác sĩ quân y về hưu, và con gái mình thì cũng học cả cao đẳng y và cao đẳng dược. Rất là có, hầu như là hai bố con rất là có dị ứng với cái thực phẩm chức năng. Tại vì là bản thân mình thì mình cũng có bệnh thì vái tứ phương, thì mình cứ thấy cái sản phẩm gì chức năng mà thấy mọi người nói tốt tốt là mình cũng dùng. Thực ra mà nói là cũng dễ tính, nên là ai chia sẻ cũng dùng. Mà ông xã có nói là nếu như không may bị ngộ độc mà chết thì mẹ mày chết trước. Tại vì cái gì cũng... Nhưng mà vì khi bệnh của mình thì mình cũng không còn con đường nào khác, thôi mình cũng thử trải nghiệm. Thế là mình đến khi là dùng cái bộ combo 5 thì dùng được, mình còn kèm theo là cái bệnh mà khi tiểu đường thì nó lại bị biến chứng là những cái như là bị tràn dịch khớp gối này, rồi bị thoái hóa cột sống này, thoái hóa đó, khớp gối. Và khớp gối là mình chụp nó vừa bị tràn dịch mà nó đã có hai gai bên gối phải, đấy là chụp ở Đại học Y Hà Nội. Và kết hợp là mình đã bị mổ năm 2013 thì mình bị mổ cột sống và thay hai đi để cột sống. Thế trong cái quá trình mình bị tiểu đường thì nó cũng ảnh hưởng rất lớn đến những ví dụ như là cái bộ cột sống của mình này, xương khớp, thì thực ra mình đi lại rất là khó khăn. Đấy. Khi mà mình tiêm cái insulin thì nó lại cái tác dụng phụ, nó lại tích mỡ ở bụng và tự dưng là nó tăng cân. Trong 2 năm mình tăng hẳn 4 cân. Thế là bình thường thì mình chỉ 64-65 cân, tăng lên 68 gần 70 cân. Thực sự lúc đấy buồn. Cái thời gian là mình gần như là bị trầm cảm. Một là mình thấy sức khỏe của mình thực sự là cái hình dáng của mình tự dưng mình cảm thấy không chấp nhận được. Đấy, thực sự rất là buồn. Vì bản thân mình là mình cũng rất là ưa hình thức, mà cũng rất là ưa cách ăn mặc.
người ta nhất dáng gì da, mà trong khi đó lúc đấy thì da của mình nó khi nó bị bệnh vậy thì nó cũng rất là xấu, nó cũng không được đẹp, vâng. Thì hồng không được sáng da, thì bởi thình thực ra mà nói bản thân mình là cũng có nước da, mình không tự hào nhưng mà cũng là đẹp. Nhưng khi mình bị bệnh thì tự dưng có thời gian mình không dám soi gương nữa, để trong phải mất 2 tháng mình gần như là trầm cảm, mình cũng không tự tin đứng ở quầy thuốc nữa, mà không tự tin khám chữa bệnh nữa, mình ra hẳn một nhà ngoài gọi là nhà riêng. Thế là mình ở ngoài đấy 2 tháng để mình gọi là trấn an tinh thần. Thế sau đó mà khi mà gặp được em Thanh chia sẻ cái sản phẩm này thì mình dùng hết cái combo bon năm ấy, thì mình cải thiện trước nhất là cái khớp của mình, khớp gối nó không đau và cái cuộc sống của mình nó cũng đỡ đi. Vì trước là mình leo lên cầu thang mà lên đến tầng 3, là tầng 4 là mình không đi được nữa. Mình chỉ lên đến tầng 2 là nếu như có đi là mình chỉ vịn cầu thang mình đi. Thực sự mà bế cháu thứ là cũng không bế được vì cái chân rất đau. Chân đau mình đi á, đi không được thật chân, đi nó gần như là bị vạt chân ấy. Thế nhiều lúc mà mình thấy không tự tin nữa. Thế xong đến khi mà mình dùng hết cái combo đầu tiên ấy, thì là mình thấy là nó trước hết là cải thiện được về cái vấn đề là mất ngủ. Bởi vì khi mình bị bệnh thì mình lo nghĩ nên là một đêm thầu như là thức trắng, có những đêm thì chỉ ngủ được 1-2 tiếng. Thế khi mình dùng hết cái combo đầu tiên ấy, thì là mình cảm thấy là một là cái giấc ngủ của mình là có thể một tối mình ngủ được có thể từ 4-5 tiếng rồi, thì mình rất là yên tâm về cái sản phẩm. Và cái thứ hai là cái xương khớp là nó cũng có cải thiện. Và cái tiểu đường thì khi mình dùng hết 1 tháng thì nói chung là lúc đấy là khi trước khi mình dùng là tiểu đường của mình là nó đang ở từ 11-12. Bởi vì mình mặc dù một ngày mình chỉ tiêm 2 mũi insulin, buổi sáng là mình tiêm 18 đơn vị và buổi chiều tối là tiêm 12 đơn vị và kết hợp uống với sáng 1 viên metformin và tối 1 viên metformin hàm lượng 500. Thì thực ra mà nói thì dùng như vậy nhưng mà nó cũng không bao giờ nó xuống được dưới 10. Thì khi mà mình dùng hết cái tháng đầu tiên ấy, thì mình kiểm tra thì là nó xuống được 9 phẩy. Thế sau đó mình có khi mình vào room và mình có tìm hiểu và mình có đọc cái quyển mà y học dinh dưỡng bị thất truyền ấy. Vâng. Mình là cái tiểu đường là cái nguyên chính là do cái gan.
thì mình mặc dù mình biết nhưng mà mình cũng chưa hiểu sâu cái gan nó bị tổn thương vậy thì mình phải cần cái gì. Thế là mình đi đọc và mình tìm hiểu về cái dinh dưỡng bột bên mình ấy, thì mình thấy nó rất là tốt cho gan, mà nó là thức ăn cho gan, mà nó còn là cái thức ăn, và khi mình đưa vào cơ thể thì nó sẽ tái tạo được cái tế bào gốc. Cái tế bào gốc là rất quan trọng trong cơ thể mình. Tế bào gốc là nó nằm ở đâu? Nó nằm ở tủy sống và nằm trong ống sống. Thì cái đấy nó, khi mà mình thấy nó cải thiện như vậy thì tự dưng cái lưng của mình khi mình mổ cuộc sống như vậy thì mình thấy là nó hết đau hoàn toàn đấy, hết đau rõ rệt, thì mình rất là yên tâm. Và trong tháng cái liệu trình thứ hai thì mình, một là mình dùng để mình trải nghiệm, thì mình có lấy thêm là mình dùng thêm cả tảo, cả sơ và canxi. Thì nói chung là mình nghĩ là thôi thì những cái sản phẩm nó tốt vậy mà mình nghĩ dùng cái nào nó cũng tốt, nó cũng chẳng có hại cho sức khỏe, nó chẳng có tác dụng phụ và nó không có biến đổi gen, mà mình dùng mình thấy có hiệu quả tốt, thế là mình cứ dùng thôi, dùng hết, có sản phẩm gì dùng hết. Nói chung là tháng thứ sang bây giờ mình dùng là từ tháng 10 cho đến bây giờ thì thực ra mà nói là cũng rất là vui. Tiểu đường của mình thì hầu như là mình cứ một tuần mình kiểm tra một lần thì nó cũng chỉ ở mức độ 5,5 đến 6,6,2. Mà trung bình có lúc nào mà mình ăn mình thử kiểu là thả xem thì nó cũng chỉ lên đến 7 phẩy. Thì bình thường cơ thể mình mà tiểu đường nó mà trung bình của con người nó từ 3,9 đến 6,4, đấy là ở ngưỡng trung bình. Thế còn là từ 6,5 thì đi nó gọi là giai đoạn tiền tiểu đường. Nhưng mà mình rất là vui trong vòng cái tháng 12 cho đến tháng 1 này thì tiểu đường của mình lúc nào nó lên cao lắm là chỉ đến 7 phẩy thôi. Nhưng mà không phải là mình ngừng dùng thuốc, nhưng mà mình sẽ rút liều dần đi. Thì có thể là trước kia mình tiêm một 10, mình sẽ rút theo từ từ, chứ mình không thể mình tiêm 18, 10, 12 thì mình rút dần xuống là mình tiêm 15, 10 và sau đó mình rút, mình tiêm một, như bây giờ là mình chỉ tiêm ngày một lần và mình uống một viên thuốc vào buổi tối. Và mình tin tưởng rằng là tại vì cái gan của mình, vì mình bị 10 năm nay rồi, mình uống thuốc tiểu đường cũng đã nhiều thì nó sẽ bị tổn thương rất là lớn, thì cái sự hồi phục nó sẽ chậm, và hai cộng với tuổi tác nữa. Thì nên là mình thấy là nếu như mình kiên trì dùng, mình tin rằng gan của mình hồi phục và sau đó mình có thể mình sẽ bỏ được hoàn toàn tiểu đường. Nhưng mà trước mắt bây giờ thì mình vẫn phải dùng, để mình mặc dù mình kiểm tra thì lượng đường nó không cao, thế nhưng mà mình vẫn cứ phải duy trì, chứ mình không thể mình bỏ ngay đi được. Thì mình khi mà mình dùng cái gan của mình nó được hồi phục rồi thì tự dưng là nó sẽ, cái tuyến tụy nó sẽ tiết được ra cái insulin, thì lúc đó thì mình tin rằng cái gan của mình nó sẽ ổn định. Thế mình cũng rất là muốn là cái câu chuyện tiểu đường của mình đấy là câu chuyện rất thực tế từ bản thân mình. Vì thực ra cũng chia sẻ với mọi người là khi mình đến với cái này, đến với cái Ori này thì mình cũng đầu tiên thì mình cũng chỉ nghĩ là mình mua về mình cải thiện. Thực sự đầu tiên là mình cũng chưa tin lắm đâu. Thế mình cũng bảo thôi thì mình cứ thử xem. Thì, nhưng mà không ngờ tất cả các sản phẩm trước kia mình dùng cũng đã tốn rất nhiều tiền. Thế nhưng mà nó không có cải thiện. Thế thì đến cái sản phẩm bên mình thì thực ra mình dùng, mình thấy nó cái cải thiện rất là rõ rệt. Mà thực ra cái rào cản của mình trước khi mình dùng sản phẩm này rất là khó khăn và vất vả mọi người ạ. Khi đến thì chồng con không cho uống. Mình gửi sản phẩm về, mình phải gửi nhà hàng xóm. Thế là mình cứ cầm một ít về giấu, uống vụ uống trộm, uống không có sợ rất. Thế là cứ chồng với con gái không có nhà là pha uống. Thế nên là nhiều khi vừa uống vừa khóc. Nghĩ tủi thân mà uống sao phải uống trộm uống vụng, nhưng mà nghĩ cũng không trách chồng con, bởi vì chồng con lo cho mình. Đến một khoảng độ hơn một tháng thì tự dưng là chồng thấy mình cải thiện rõ rệt, tự dưng là nước da nó cũng sáng sủa lên, và cái thứ hai nữa là tự dưng là mình, cái bụng của mình nó gọn nhỏ vào. Thế mình từ chỗ 68 cân cho đến bây giờ mình chỉ còn 63 hoặc 64 cân thôi. Hay quá. Mình rất là cảm ơn, tại vì mình dùng cái sơ đều suốt từ ngày đấy. Sơ và mình dùng vẫn dùng combo 5. Và mình còn thậm chí mình dùng cả Miu nữa. Miu mình trộn lẫn cái dinh dưỡng. Thế mình dùng trải nghiệm. Nói chung là tất cả các sản phẩm mình trải nghiệm. Thế nên là cũng mong tất cả mọi người cứ tự tin. Đối với gia đình nhà mình có ai có bệnh tiểu đường, hoặc là bạn bè, hoặc là chính những người thân của mình có thể chưa tin tưởng, thì mình cứ muốn, trước khi mà mình muốn chia sẻ một cái sản phẩm gì cho bất kể người thân hoặc là bạn bè hoặc là những người bạn của mình, thì cũng khuyên mọi người là nên mình trải nghiệm sản phẩm trước. Ví dụ mình không bị tiểu đường thì mình có thể mình trải nghiệm về xương khớp,
hoặc là về đau đầu chóng mặt hoặc là nhức mắt. Nói chung là cơ thể mình ai cũng có bệnh, không bệnh nặng thì bệnh nhẹ. Thế nhưng mà cái bây giờ mình dùng cái y học dinh dưỡng này, nó sẽ là một cái xu hướng rất tốt của xã hội. Và tới đây mình nghĩ là nó cái chữa bệnh nó sẽ có hai luồng chữa bệnh song song, về Tây y và về dinh dưỡng. Thế mình là những người thông minh, để là những người nhạy bén, thì mình có thể mình đến với y học dinh dưỡng trước. Thì mình có thể mình mặc dù có thể là họ là bác sĩ, người ta chữa bệnh về Tây y, về bệnh tật rất giỏi, nhưng mà người ta sẽ thua mình về là dinh dưỡng. Thế là mình cũng rất là mong tất cả các thành viên ở trong hệ thống S21 và đã biết đến công ty Oritrem này, thì mỗi người chúng ta sẽ là một bác sĩ về dinh dưỡng và một bác sĩ cho chính bản thân mình và gia đình. Thì trước khi mình dùng một sản phẩm gì thì mình cũng nên dùng và trải nghiệm. Và mình muốn tư vấn cho ai thì một là mình phải học, mình phải nắm chắc về cái cơ chế sinh bệnh và cái nguyên nhân tại sao nó sinh bệnh, và mình biết là cái giải pháp Tây y như thế nào, và mình biết phân tích về cái dinh dưỡng nó như thế nào. Trong cái thành phần dinh dưỡng, ví dụ như là cái thành phần bột thì nó là có gồm những cái thành phần gì, hay là trong cái gói bách thì nó là những thành phần gì, hoặc là canxi hay là tảo. Thì nói chung là mình trước khi mình tư vấn hoặc mình sử dụng thì mình cũng nên là trải nghiệm trước. Thì mình rất là tự tin chia sẻ. Như đối với bản thân mình ấy, thì mình bây giờ cả gia đình dùng, con trai, con gái, con dâu, con rể, rồi là chồng, các cháu, mà từ chỗ mà chồng với con phản đối rất kịch liệt. Bây giờ lại rất là nhiệt tình dùng. Và hiện nay chồng mình cũng chia sẻ bán được hàng cho mình rồi. À, hay quá. Vì mình thấy cái này nó hay quá. Thế nên là cũng chia sẻ và cũng hướng cho con gái và con dâu hiện nay cũng đã đang vào làm trong hệ thống của mình. Thì, hay quá cô ạ. Thì là con gái thì cũng về được 12% và con dâu thì cũng về 9%. Thì thực ra mình đang muốn là xây dựng riêng một cái hệ thống, mà ý là một cái hệ thống riêng của mình, trong một chân của mình sẽ có là Ori toàn thể gia đình. Ví dụ con này, con gái, con dâu, xong rồi là các cháu, rồi là các con. Thì đấy là mình cũng đang hướng đến như vậy. Thì mặc dù là tuổi tác thì mình cũng có tuổi, thực ra mà nói tuổi cao thì cũng chưa cao lắm, vì năm nay cũng mới 65 tuổi. Nhưng mà về những cái dùng mà về điện thoại, về những cái nọ kia thì nói chung là mình cũng vẫn là còn rất là chậm. Mà nói còn là rất là dốt. Có cái gì là toàn nhờ thằng cháu, nhờ thằng cháu ngoại. Hoặc là chia sẻ cho mọi người. Thì tháng vừa đoạn thì mình cũng vẫn chỉ giữ được 18. Thì mình cũng rất là khao khát. Thì mình cũng muốn là mình cũng sẽ cố gắng phấn đấu. Mình cũng sẽ về 21. Thế nhưng mà thôi thì mình có tuổi rồi. Thôi thì mình thôi cứ đi bước nào nó chắc bước đấy. Đó là bước chậm nhưng mà bước chắc. Thì thực ra thì về mình qua cái sản phẩm này với lại cái buổi Zoom hôm nay thì cũng rất là cảm ơn trong các bảo trợ và tất cả mọi người đang ngồi ở trong hệ thống cũng chú ý lắng nghe phần chia sẻ của mình. Mặc dù có thể mình chia sẻ nó cũng chưa được hay hoặc là nó không được truyền cảm lắm, nhưng mà đây là cái người thật việc thật. Vì thực ra mình nghĩ là tất cả mọi người mà ai chưa được biết đến thì cũng nên lan tỏa để người ta được biết đến cái dòng sản phẩm bên mình. Vì thực ra là đối với bản thân mình, là bản thân gia đình nhà mình hiện nay dùng mình rất là yêu. Và trong khi đó về những khách hàng bệnh nhân của mình ấy, thì hầu như là mình dùng cho mọi người thì ai cũng có cái phản hồi là tốt. Thế nên là mình có một cái niềm tin và một cái niềm ấp ủ đối với... đang gom ghiếc nỗi nhớ vui với yêu đương từng trao cho anh thành dần năm tháng phải hứa em cố mạnh mẽ vậy mà tâm từ lời em bối rối đã quá lâu không cùng ai sát với nhau đừng về xin em để bước gặp những mắt tàu ra từ nơi trường thật xa em không còn thương sao trái tim em chỉ còn tim mình thôi em đã cho đau thật ra thì sao đâu để tìm về sau cô đơn em cũng còn một người cho trên bên em cũng có một yêu mến em cũng chỉ là con gái thôi không biết ở số đâu. Sao anh vô tình nhận con bỏ rơi một người như em? Anh chấp nhận sự thật đã sai và chẳng.
rồi. Yêu anh yêu luôn quá khứ, em chẳng biết sao là vừa. Tớ duy đôi khi có lỗi, mẫn vô tâm là ra thế thôi. Yêu đương không như ý muốn, vậy nên ta không có quyền để chọn. Thật ra em vẫn còn thương, dẫu trái tim em nhiều tổn thương mỗi khi buồn. Em nén trong lòng rồi giăng cấp, để tim là em sống đó. Em cũng còn một người cho trên bên, em cũng có phút yêu mến. Em cũng chỉ là con gái thôi, không biết hờn dỗi. Nếu có thể vì anh đánh đổi cuộc sống, em rất muốn người biết hơn nếu được chọn. Em vẫn được đó là anh. Nếu không làm với nhau, xin hãy buông tay nhau, chấp nhận mọi thương đau hụt hẫng về sau. Đừng níu kéo làm gì, chỉ phí thêm thời gian. Anh đã tìm người mới thay thế được em. Em cũng cần một người cho trên bên, em cũng có phút yêu bên nếu được chọn. Em vẫn đó là em. Đi phở đen này mình tặng hưởng, bên đây chính mới là cái sự nghiệp của mình, mặc dù mình đã về hưu rồi nhưng mà mình vậy. Cũng rất là muốn là có một cái gọi là tự do về tài chính, và mình muốn đi du lịch, hoặc là mà sở thích của vợ chồng mình rất thích đi du lịch, thậm chí là trong cái hội bạn bè, hội lính hoặc hội học y ngày xưa mà cứ ới nhau, thậm chí đến tận Sapa có khi là cứ hẹn nhau cái là đi luôn. Đấy, sở trường là rất thích, đặc biệt là cái công việc của mình thì nó cũng bận rộn, nhưng mà mình cũng muốn là dành một cái thời gian mà mình đến với Ori này thì mình thấy rất là vui. Và trong hệ thống S21 này mình cảm thấy như kiểu là trong một gia đình rất thân thiện. Thế nên là như cái thời gian vừa qua đấy, sau cái buổi mình chia sẻ Zoom thì cũng có rất là nhiều các bạn và các hệ thống thì cũng biết đến mình, thì là cũng cứ hay gọi điện hỏi mình tư vấn cho các bệnh nhân hoặc nọ kia. Thì thực ra mình cũng rất lấy làm vui là mọi người cũng có những người tin tưởng mình, và mình rất biết ơn trong hệ thống và các bạn mà đã tin tưởng mình và cũng hay điện đến để giúp hỏi mình, và mình cũng chia sẻ hoặc tư vấn giúp cho mọi người. Thì đấy là một cái sự mà mình thực ra mình cái đấy là cái công việc mình rất yêu thích, bởi vì là mình cũng rất là trong cuộc sống thì mình cũng rất là thích giúp đỡ mọi người. Thì thực ra thôi thì thời gian hôm nay nó cũng có hạn, thì mình cũng chuyện của mình ở đây. Còn có một dịp khác mình sẽ chia sẻ rất nhiều câu chuyện và các bệnh mà mình đã dùng cho bệnh nhân và bệnh nhân cải thiện rất tốt. Thì trước khi dừng lời xin là rất là cảm ơn các bảo trợ và tất cả mọi người trong hệ thống S1, và chúc tất cả mọi người có một ngày mới tốt lành, và ngày hôm nay thì sẽ là nổ đơn rất là nhiều. Vâng, cháu xin phép thay mặt đội nhóm hệ thống N21 chúng ta, và cháu xin gửi lời cảm ơn tới cô và chúc cô luôn luôn mạnh khỏe. Và đặc biệt là cô có nói là cô cũng rất là thích đi du lịch, và cháu xin chúc cô là sớm một vài tháng tới là sẽ về 21%, và 21% cực kỳ bền vững, cực kỳ đỉnh cao cô nhá. Cháu rất là cảm ơn cô. Dạ vâng ạ. Cháu xin phép đọc một vài cái lời gọi là cảm ơn tới cô từ rất nhiều anh chị em ở đây, bởi thực sự là cháu đóng vai trò là một cái người mới, mà cháu nghe cái công việc, nghe sự chia sẻ của cô là cháu làm luôn, và cháu là bán con nét ngay, và cháu cũng thích cái sao có một người này tiến bộ như thế nhỉ. 6 năm tuổi cô Nguyễn Thanh Hiểu, bây giờ mặc dù là cô ngày xưa là xuất phát điểm là một người làm gọi là về quân y, rồi về liên quan đến gọi là như chúng ta biết là cũng là thuốc tây ấy, đúng không ạ? Sau khi cô cũng cải thiện được rất nhiều cái, và cô cũng có niềm tin, và có bây giờ gọi là có tình yêu với lại OP, cô nói là đây chính là gia đình. Thực sự là chúng cháu làm công việc này là những cái người bảo trợ, là cái người mà đứng ra gọi là tổ chức những cái công việc và tạo ra một cái môi trường như này, thì thực sự là có những người như cô là chính là những cái gọi là cái cảm hứng giúp cho chúng cháu gọi là tiếp tục làm cách mạnh mẽ hơn với công việc này. Cháu xin phép gọi là đọc một vài cái lời cảm ơn từ mọi người cô nhé. Rồi dạ vâng, biết ơn cô đã chia sẻ, rồi rất là tuyệt vời quá cô ạ.
cảm ơn cô đã chia sẻ. Rồi mọi người rất là cảm ơn cô, biết ơn cái câu chuyện của cô Hiểu ạ. Chúng cháu cảm ơn cô rất nhiều. Đấy. Rồi rất nhiều người là rất là muốn hoặc là kết giao với lại cô đấy. Thế nên là thực sự là cháu mà bây giờ mà đọc số của cô đây rồi cái thứ này kia là hôm nay là cô là tương đối là vất vả và cháu đang nghĩ là thôi tùy duyên mọi người sẽ tìm đến là cô Hiểu nhá, chứ không là cháu xin phép còn là giữ riêng tư cho cô một chút, chứ không là bây giờ mới là ào hệ thống là đông lắm đấy cô ạ. Nên ra dễ trở thành người nổi tiếng lắm, nên ra là thôi cháu xin phép còn là giữ cái này riêng tư tùy duyên, mọi người sẽ tìm đến cô Hiểu dần dần nhá. Cô cảm ơn nhé. À, vâng ạ, cháu cảm ơn cô rất là nhiều. Vâng ạ. Đấy, mọi người thấy chưa? Hay quá nhỉ? Rất là cảm ơn những sự chia sẻ từ tất cả những anh chị đã dành thời gian chia sẻ những cái buổi ngày cho ngày hôm nay. Thực sự là câu chuyện của cô Hiểu là một trong cái câu chuyện mà Ninh nghe và Ninh cảm thấy là hay quá. Cái này thì chúng ta cần phải mạnh mẽ hơn và cần phải làm lan tỏa nhiều hơn. Đấy, cô 6 năm tuổi, cô rất là am hiểu và cô phân tích mọi thứ rất là rõ ràng, đúng không ạ? Hay quá. Cháu xin cảm ơn cô, cảm ơn anh chị rất là nhiều. Và tạm thời là chúng ta có ghi là là nguồn HC rồi quá. Sorry mọi người. Đấy. Đấy, cô cũng nói chuyện về OFM đúng không ạ? Nói chuyện về du lịch và phong cách sống. Một người sống rất là tiến bộ. Và cô cũng nhắc đây là dễ tính anh chị ạ. Vì là một người dễ tính nên là cũng rất dễ làm kinh doanh với anh chị. Mặc dù là bây giờ thời gian là cũng kết thúc rồi, nhưng mình xin phép là một số anh chị mà vẫn còn đang ngồi ở đây được thì mình xin phép còn là chia sẻ thêm một chút nữa nha, để chúng ta cũng nhân cái cảm hứng này. Rồi, ok. Thì thực sự là làm OFM chúng ta thấy đây chính là một cái công việc và môi trường N21 nó như một gia đình, và chúng ta cùng đến đây. Những cái điều chân quý từ cái công việc đấy là chúng ta có người thật, việc thật, và những người mà trải nghiệm công việc này và rất là đơn giản, rồi giản dị, đúng không ạ? Mọi người đến công việc chúng ta thấy là mọi người đều nói chuyện một cách rất là chân thành và chia sẻ với nhau rất là gọi là nhiệt tình. Đấy, đấy là những cái điều mà rất là đáng quý từ cái môi trường chúng ta. Từ đó chúng ta gọi là học từ những người thật, việc thật, rồi chúng ta ứng dụng. Hôm nay thì thực sự là rất là hay. Hôm nay mình thấy là cảm hứng quá. Khi mà như này thì chúng ta cùng nhau gọi là mình nghĩ là cái wellness này nó quá là hay rồi anh chị. Và chúng ta một năm qua thì chúng ta cũng có thể là một số anh chị cũng làm công việc khác, một số người làm OFM thì cũng đã, chúng ta thấy là chúng ta cũng đã gọi là chăm chỉ làm việc, và bây giờ thì chúng ta cũng nên gọi là thưởng cho bản thân mình một chút, đúng không anh chị? Hãy thưởng cho bản thân mình một combo, đấy là chúng ta gọi là mua về sử dụng hoặc là mua về gia đình mình, đúng không? Đôi khi đấy là tặng gia đình mình. Mình nghĩ đấy là một cái suy nghĩ, đề suy nghĩ của Ninh thôi. Nên là nghĩ là thôi một năm qua chúng ta cũng gọi là chăm chỉ chịu khó làm việc rồi, thì thay vì gọi là tặng nhau những gọi là những cái gọi là chúng ta biết học y học dinh dưỡng, mà chúng ta cũng tặng cách gọi là cũng phải y học dinh dưỡng một chút, đúng không ạ? Để mọi người cũng vừa ghi nhớ nhưng mà nó lại vừa là một cái gì đấy rất là hiệu quả rất cao. Ninh nghĩ là một cái combo cũng hay anh chị nhỉ? Mọi người thấy sao? Đôi khi đấy tặng chính bản thân mình một combo, tặng gia đình nhà mình một combo, và chúng ta bắt đầu nói chuyện về sức khỏe, nói chuyện về y học dinh dưỡng vào cái ngày Tết. Thế thì hay quá, đúng không anh chị? Thay vì đấy là nhiều cái vân 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 vân, thì bây giờ thì hãy là y học dinh dưỡng, hãy là wellness anh chị nhỉ? Chúc anh chị sẽ có một cái gọi là như cô Hiểu, nó là sẽ nổ đơn ấm ầm, những đơn hàng wellness đến với tôi và đội nhóm của tôi ngày càng nhiều. Xin chúc anh chị sẽ có một tháng kinh doanh ngày càng phát triển, và đó là những cái bước đệm cho những năm 2022 này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả chúng ta. Xin chào mọi người.
Ok, chúng ta có thể là bật mic và mọi người cảm thấy ấn tượng cái điều gì, chúng ta có thể là chia tay nhau anh chị nhá. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn bảo trợ, cảm ơn mọi người. Hiểu, cô hiểu chia sẻ rất hay, buổi hôm nay rất là tuyệt vời và tuyệt vời. Chị rất là hay. Cảm ơn bác sĩ Hiểu. Cảm ơn Tôi thúc từ đây nha anh chị nha. Cảm ơn bảo trợ. À, thế thì hôm nay vâng, xin cảm ơn Downline. À đấy, cảm ơn bảo trợ. Hôm nay là có rất nhiều em bé cũng theo dõi chương trình này nữa. Thì chúng ta hôm nay còn là cùng nhau chốt dây số đầu tháng ấy, nhá. Cảm ơn lại cả nhà mình. Bye.